Sau khi trả áo cà sa, chàng đọ vào ma giới, mãi mãi tương tư một bóng hình. Náo loạn địa phủ, tra sách sinh tử để tìm kiếp chuyển sinh của nàng. 18 năm sau, oan trái thay, trời lại cho nàng chuyển kiếp sinh vào danh môn chánh phái, viết tiếp cuộc chiến chánh tà bất lưỡng lập. Chàng nguyện dùng thanh xuân